Sản xuất hả? Sản xuất năm 21, đăng ký tháng 12 năm 21 luôn. À vậy hẳn đi vòng 7.500 cây sơn chim chăm chăm chú. 100% không có còn cái chỗ nào nói nữa hết. Đi đi điên vòng xe giùm con coi thử, được đi lát nữa con chạy xuống. Đi nữa nha. 60K02156. Dạ. Thấy chưa? Dạ dạ mở mở giùm con cái cửa xe con. Đang rửa cây. Ui trời má ơi mới quá. Thơm phức. Thơm phức luôn hả? Thơm, thơm thơm. Nghe thơm á. Thơm quá trời. Thơm mùi danh ấy. Đây đúng đúng xe ông về chùm mền luôn nha mấy bạn. Đang ở nhà chú ấy. Chú không có cho lên truyền hình nha. Chú không có cho, chú ngại. Nhưng mà nghe giọng chú là đúng xe trong về chùm mền. Không không về là kê lại liền nè. Không dám kéo thắng tay luôn. Sợ là nó kẹt thắng tay đúng không chú? À nó rít thắng tay luôn đúng không? Đây chú chủ xe nè. Có 7.600 cây thôi anh em. Fortuner máy dầu số tự động đời 2021. Sơn zin chăm chăm là chưa có dặm tút một lần nào luôn đúng không chú? Nguyên người luôn. À, chú nói là chú còn thương hơn vợ chú nữa nha. Giờ lớn tuổi không đi đâu hết để phí rồi chú. Trời ơi. Giá là mua tê lắm luôn á. Tới nóc luôn. Đây. Nãy giờ đi xuống là coi xe là không không có dám chê một chữ nào luôn nha anh em. Đó, chú giận rồi chú đuổi về. Đấy. Anh em nhìn coi trong đầu này là mình đang ở dưới huyện Long Thành nha anh em. À, đó. Xe là chú cũng tự rửa luôn nha. Đây. Ở đây nè. Đây, có máy rửa luôn nè. Đấy, chú tự là chú rửa hết. Sau đây toàn rừng keo không à. Đó anh em nhìn coi. Đúng xe ông về chùm mền đi kỹ á ha. Đó mở cái máy lên là hết hồn nha. Để mình mở lên cho anh em coi. Đây, Khải đang làm thủ tục mình đạt quay phim xíu rồi đạt chuyển tiền nha. Đây. Đây. Biển bàn anh em ơi. Không khác gì một chiếc xe mới cả. Đây anh em nhìn đây nè. Trời ơi, có gì để bàn ở đâu. Thấy không? Trời ơi, quá mới luôn anh em. Không khác gì xe mới hết. Đây. Không khác gì một chiếc xe mới nha anh em. Nó đang bị thiếu sáng, nó hơi mờ tí, anh em thông cảm nha. Đấy, không khác gì xe mới. Fortuner, máy dầu số tự động 2021. Đăng ký tháng 12, 2021, đi đúng 7.600 cây. Và hiện tại mình đang quay ở nhà chủ xe nha anh em. Đây anh em ơi, hôm qua gì tối quá, cái sáng nay cho rửa xe, cái đi mua cái xe Xander xong cái về trời mưa anh em. Đây là con Fortuner, máy dầu số tự động 2021, đăng ký lần đầu là tháng 12, 2021 nha anh em. Hiện tại trời đang mưa thì mình cũng tranh thủ mình quay nhanh cho anh em thôi, cái gì anh em thông cảm nha. Đây, cái máy thì ngày hôm qua mình có quay rồi, thì hôm nay quay lại cho anh em. Nó mới gọi là kinh khủng luôn anh em ơi. Đó. Mới lắm, trời đang mưa anh em ơi, khổ quá. Trời không chiều lòng người rồi anh em. Thôi đi đi đi, nhanh, anh em thông cảm nha. Đi qua đây, qua đây, quay cái đuôi cho anh em coi. Nhàn xe này là mới, sơn zin chăm chăm nha. Đây, xe cua chưa lăn bánh nha anh em, đi có 7.000 cây thôi. Đó, thấy chưa. Giá là 1.019.000.000 nha. 1.019.000.000 nha anh em. Đó, đây. Đó, xe có 7.000 cây thôi, chưa một vết xước, sơn zin chăm chăm. Thậm chí anh em coi nè, mấy cái bệ bước đây thậm chí còn chưa có gọi là một cái vết trầy luôn á anh em. Đó, thấy coi. Anh em nhìn vô cái con heo dầu thắng ở đây coi nè ha. Nhìn vô cái vỏ coi. Đó, sơn zin chăm chăm nha. Đấy, mới quá nha, không có từ gì để bàn cả. Thậm chí nè, cái này nè, ni lông nè, cái siêu nè, chưa bóc luôn nè, thấy chưa. Đó, coi đi. Đó, quá mới luôn, sổ sách gì đây, giấy tờ gì đây, đầy đủ hết nha, chìa khóa nè anh em, nè thấy chưa, chưa xài luôn, đó, mới quá, anh em thông cảm nha, trời đang mưa, công việc nhiều quá anh em thông cảm nha, đó, sáng giờ cái lu bu lo xử lý cái xe Xander, đó,
Đây nữa nè anh em. Nói chung là không khác gì xe mới có 7.000 cây à. Thậm chí là còn chưa hết rô đai nữa. Đây. Đó, đóng cái cửa xe lại giùm anh đi, trời mưa. Nha. Đây anh em nhìn nè. Cái tem này chưa tháo luôn nè, thấy chưa? Đó, 7.694 cây nha. Hôm qua quay nhà khách là 7.600 mấy chục cây á. Chạy từ dưới Long Thành chạy về nha anh em. Đây. Anh em nhìn coi nè. Mới lắm, không khác gì xe mới cả. Nha. Xe này chỉ có bàn về giá thôi. Đó. Rồi. Nếu mà rồi nói một chút xíu nữa về chuyện thế giới đi anh em. À, tại sao những cái mẫu Fortuner màu cũ này hiện tại thì cái giá thị trường nó đang cao như vậy? Tại vì sắp tới thì Toyota sẽ giới thiệu cái mẫu Fortuner mới từ tiêu chuẩn khí thải Euro 4 lên Euro 5. Tuy nhiên thì nó sẽ có rất nhiều những cái cải lùi. Mình nói cái từ là cải lùi nha. Anh em nào không tin thì cứ tới đại lý Toyota chính hãng. Nếu mà chê cái xe của mình là sao xe cũ đi lướt, nhưng mà ông bán cao vậy, bán ngoài tỷ tôi đi mua xe mới. Xe mới hiện tại bây giờ là hết hàng rồi, nói thẳng với anh em là vậy. Còn xe mới bây giờ anh em đặt thì qua Tết mới có nha. Và tiêu chuẩn khí thải thì nó sẽ nâng từ Euro 4 đến Euro 5. Ok, cái này ok ha. Nhưng mà mình cũng không cảm nhận được mấy đâu. Cái giá nóc xe á, cái thanh baga mui á, xe mới không có nè. Vô lăng của xe mới sẽ từ là bọc da ốp gỗ đẹp như thế này chuyển về là vô lăng bằng nhựa, là một cái điểm cải lùi thứ hai. Xe mới 2024 ra mắt sẽ không có lẫy chuyển số trên vô lăng. À, 2024 nhé, sẽ không có lẫy chuyển số vô lăng. Đây có lẫy chuyển số trên vô lăng. Cần số bọc da và viền bạc, đây bọc da viền bạc sẽ đổi thành cần số nhựa nha. Cụm điều khiển trung tâm ốp gỗ và mài bạc, đây cụm điều khiển trung tâm này ốp gỗ đẹp không, rồi chuyển qua nhựa đen hết. Cửa gió điều hòa mạ bạc và chrome, đây anh em thấy nó có mấy cái mạ bạc không, đẹp không, rồi chuyển qua nhựa đen luôn. Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động, rồi chuyển qua gương cơ luôn. Rồi cốp sau thì không có hít tự động nha, và một số cái cải lùi khác nữa. Rồi xe 2024 thì sẽ không có phiên bản số sàn nữa, toàn bộ là số tự động hết nha. Rồi ok anh em, đấy là chuyện của thế giới nha. Còn riêng cái xe này thì mình bán là 1.019 tỷ nha. À, anh em cứ chê đi ha. Thì chiếc trước 1.010 tỷ 2022 đi hai mấy ngàn cây. Chiếc này thì thục hơn một đời, nhưng mà do đi ít và đẹp hơn chiếc kia cho nên là giá bên mình cao hơn 9 triệu. Nói chung là giá xe thì tùy theo vào chất xe nha anh em. Rồi thông tin chi tiết thì anh em gọi vào số 0931 22 66 69 nha anh em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo nha. Trời đang mưa anh em thông cảm cho nên là không có quay được chi tiết nữa. Thôi, có gì để ngày mai hết mưa rồi mình sẽ lên một cái clip chi tiết hơn về chiếc xe này nha. Xin chào anh em.